Được sống khỏe mạnh là một đặc ân mà cuộc sống ban tặng. Nhưng ở đâu đó xung quanh chúng ta luôn có những mảnh đời bất hạnh. Họ, những con người luôn cố gắng vươn lên sự nghèo khó, nỗi cơ cực, vững tin về một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng rồi chẳng may lâm cảnh bệnh tật hiểm nghèo, cuộc sống vốn dĩ khó khăn nay lại càng khốn khó hơn, phải chịu cả nỗi đau tinh thần lẫn thể xác khi vừa lo toan cho cuộc sống hàng ngày, vừa phải chống chọi hàng ngày với bệnh tật. Để phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, thông cảm sâu sắc với hoàn cảnh của người nghèo chẳng may lâm bệnh mà không có điều kiện chữa trị, thấu hiểu được nỗi đau thương mất mát người bệnh phải chịu đựng. Trong những năm qua, Bệnh viện Ung Bướu đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa vô cùng to lớn và thiết thực nhằm xoa dịu những nỗi đau tinh thần, thể xác của người bệnh. Bệnh viện đã tổ chức các hoạt động cắt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân và đặc biệt đã tổ chức thành công những hoạt động lớn vì người bệnh với sự thành công của chương trình Xuân Yêu Thương. Với mong muốn được sưởi ấm những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên tinh thần, đồng thời chia sẻ giảm bớt phần nào những khó khăn cho các hộ gia đình nghèo. Ngày 8 tháng 8 năm 2019, Bệnh viện Ung Bướu tổ chức đêm nhạc từ thiện nhằm tha thiết kêu gọi và kính mong các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hãy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, kết tinh những tấm lòng nhân ái của cá nhân hướng về cộng đồng trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội, hãy cùng chung tay giúp đỡ. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên trang Nghệ An, fanpage Bệnh viện Ung Bướu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media. Mọi sự ủng hộ xin được gửi về Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, số 60 đường Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh, Nghệ An, điện thoại 0947 892233. Chúng tôi cam kết món quà của các nhà hảo tâm sẽ được sử dụng đúng mục đích, trao tận tay tới người bệnh và gia đình người bệnh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.